Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ 22.000 lon sữa cứu trợ một tháng không lấy được. Đồi 41 hectare biến thành khu nghỉ dưỡng, Chủ tịch huyện nói kiểm tra thường xuyên. CDC Thừa Thiên Huế bị tố khuất tất trong việc đấu thầu vật tư y tế. Xin chào các độc giả của báo điện tử VTC News. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp được phát sóng vào lúc 20 giờ trên báo điện tử VTC News và các nền tảng số của chúng tôi. Sau đây là tin nóng chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 13 tháng 11, có 8.497 ca mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.240 ca. Bản tin dịch COVID-19 ngày 13 tháng 11 của Bộ Y tế cho biết có 8.497 ca mắc COVID-19 tại 57 tỉnh, thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.240 ca. Trong ngày có 1.834 ca khỏi, 88 ca tử vong. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 11 đến 16 giờ ngày 13 tháng 11, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.497 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 8.481 ca ghi nhận trong nước, giảm 495 ca so với ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố, có 3.940 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.240, Đồng Nai 743, Bình Dương 631, Tây Ninh 593, An Giang 547, Đồng Tháp 459, Tiền Giang 356, Sóc Trăng 296, Vĩnh Long 292, Cà Mau 271, Bình Thuận 265, Bà Rịa Vũng Tàu 224, Khánh Hòa 209, Bình Phước 198, Bạc Liêu 188, Kiên Giang 181, Hà Nội 152, Bình Định 126, Đắk Lắk 126, Trà Vinh 120, Nghệ An 100, Bến Tre 99, Cần Thơ 81, Thái Bình 79, Long An 79, Thừa Thiên Huế 75, Hậu Giang 67, Lâm Đồng 61, Thanh Hóa 60, Hà Giang 57, Ninh Thuận 39, Phú Thọ 39, Đắk Nông 39, Bắc Giang 38, Bắc Ninh 35, Quảng Ngãi 35, Gia Lai 35, Nam Định 31, Quảng Nam 27, Đà Nẵng 26, Hà Tĩnh 24, Hải Dương 21, Điện Biên 20, Phú Yên 17, Quảng Trị 15, Quảng Ninh 13, Hải Phòng 11, Quảng Bình 9, Hưng Yên 9, Hà Nam 5, Vĩnh Phúc 5, Ninh Bình 4, Cao Bằng 4, Thái Nguyên 2, Kon Tum 2, Lào Cai 2, Sơn La 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Tiền Giang giảm 278, Kiên Giang giảm 222, Thành phố Hồ Chí Minh giảm 148. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk tăng 126, Bình Phước tăng 99, Đồng Tháp tăng 76. Trung bình, số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 8.176 ca trên ngày. Phó Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ 22.000 lon sữa cứu trợ một tháng không lấy được. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan đến việc tiếp nhận lô sữa cho trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh gần một tháng không lấy ra được. Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xử lý kiến nghị của đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về lô hàng sữa công thức cho trẻ em được một tổ chức của Australia tặng, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 11 năm 2021. Ngày 9 tháng 11, phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tại Quốc hội, đại biểu Tô Thị Bích Châu, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu những quy định hành chính cứng nhắc, kể cả trong thực thi, dẫn đến hơn 22.000 lon sữa hàng từ thiện Úc gửi Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Mặt trận Tổ quốc thành phố sau gần một tháng đến nay vẫn chưa nhận được. Bà Châu phản ánh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến Cục An toàn thực phẩm và Cục Thú y, trong đó chỉ 2 ngày Cục Thú y đồng ý, còn Cục An toàn thực phẩm đề nghị hỏi Chính phủ, nhưng nếu Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn đến Chính phủ thì Chính phủ cũng giao cho Cục An toàn thực phẩm trả lời. Theo bà, cách làm của Cục An toàn thực phẩm là đúng quy trình nhưng không đúng với tinh thần chống dịch như chống giặc. Vâng, những hình ảnh quý vị vừa thấy đằng sau lưng tôi đây là thực trạng hiện nay của những quả đồi đã từng được phủ xanh bởi bạt ngàn tre và cà phê ở thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thế nhưng, bằng một cách nào đấy, những cá nhân, những doanh nghiệp đã tài tình phù phép thành những rừng bê tông như thế này. Khu
đất này hiện đang được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khái Hưng có trụ sở tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh giao bán dưới hình thức là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp nhất tại thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Theo quảng cáo của nhân viên môi giới Công ty Khái Hưng, công trình có quy mô lên đến 41 hectare, được phân thành hơn 1.200 nền đất, giá bán hiện tại đã lên tới 10 triệu đồng mỗi mét vuông. Đây là dự án Sunvalley, cái này là của Khải Hưng có tới 41 ha. Cũng này như giá chung chắc tầm 8 đến 10 triệu thôi. Khoảng tầm đó. Khu vực dưới này thì bên em đã bán hết rồi. Đây là cái con đường mình vô này. Đây là cái con đường mình vô hồi nãy đó ha. Dạ, khi mà mình vừa xuống cái dốc là sẽ có hai cái hồ. Một cái hồ này, thấy không? Em vị trí này là Bảo Lộc ha. Dạ, tức là từ cái con suối này chị. Nghĩa là chỉ có cái hồ này là của Bảo Lộc thôi, còn bên này tất tần tật là ở Bảo Lâm. Dạ vâng. Tức là từ cái dọc cái suối. Dạ vâng. Từ cái dọc suối chị thấy có một con suối tự nhiên ở dưới á. Từ con suối được về, dạ nó sẽ là Bảo Lộc, còn từ ở trên nó sẽ là Bảo Lâm. Dạ vâng. Về pháp lý bên em thì thực ra nó là một khu phân lô tách thửa và làm đúng theo quy định của pháp luật. Quy mô và mức giá này không thua gì một dự án bất động sản bài bản được nhà nước chấp thuận chủ trương đầu tư. Thế nhưng, theo Công ty Khải Hưng, thực tế đây vẫn chỉ là một khu đất được phân lô bán nền, không phải là dự án bất động sản. Cuối năm 2020, khu đất này vẫn là quả đồi trồng chè và cà phê, thuần đất nông nghiệp. Để hợp thức hóa, các chủ đất đã làm đơn xin hiến đất làm đường với mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp. Và rồi, sau khi được chính quyền địa phương chấp thuận việc hiến đất làm đường, các cá nhân này lại từng bước chiên tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở và rao bán như một dự án bất động sản. Câu hỏi được đặt ra, mục đích ban đầu của việc hiến đất làm đường là để phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện chẳng thấy, chỉ thấy kết quả là quả đồi đã bị cạo trọc, trồng bê tông như hiện tại thì trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu? Cái chỗ sông Bờ Lê, biết như sao không biết, mình biết đây là người ta rêu rao là nó là cái công ty bất động sản Khải Hưng, đúng không? Yeah. Nhưng mà trên danh nghĩa người ta là cá nhân, chỗ anh Trí này là chỗ gì đó, rất là nhiều người ở trong đó và mỗi người họ làm cái hồ sơ sang nhượng rồi tách thửa, họ làm ở xã mình chỉ có quản lý thôi. Yeah. Còn tất cả là họ quy định đó mà tách thửa mà nó thổ cư thì buộc nó phải có đường, tức là cái này người ta sẽ làm một bước. Khi quá trình đó thì xã có đi kiểm tra là kiểm tra về cái bình hình thức là sử dụng đất còn họ xây dựng như thế đó thì có phép xây giấy phép xây dựng san gạt đó thì phải có giấy phép san gạt, thì cái đó thì tất nguyện cấp tỉnh rồi gấp từ đây vô. Mình chỉ quản lý mà. Có những nơi anh vô kiểm tra không có thành. Cái việc đầu tiên là mình dần dừng, chứ mình cũng không có đang có quản lý gì. Nhưng anh ngày mai đi kiểm tra lại, nếu mà không dừng thì anh kéo máy ra em phạt chính. Mà nói bây giờ phạt cấp xã mình phạt nhiều nhất được 5 triệu. Có những cái em phải gửi của bên công an huyện để cho cảnh sát kinh tế người ta phải phạt cao hơn. Vậy thì như cái Sunvalley nó lớn như thế thì mình đã có cái xử phạt nào chưa? Cũng có xử phạt lai rai. Xử phạt như nào ấy? Bây giờ nó cũng lâu rồi. Dạ. Như vậy anh mới quản lý cái mảng này từ hôm tháng 7 giờ. Dạ. Nó không có hết đâu. Dạ. Bây giờ đồng chí mà mình trực tiếp quản lý cái này đó thì chiều nay ngoài đại công trình này, vừa rồi VTC News cũng đã có loạt bài phản ánh công trình tương tự với quy mô lên đến 36 hectare ở xã Damri, thành phố Bảo Lộc. Ngay sau khi nhận được phản ánh của VTC News, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo nóng yêu cầu các đơn vị liên quan vào cuộc thanh tra làm rõ. Và kết quả là công trình đã bị yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, những cán bộ sai phạm cũng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Vậy liệu lần này trật tự có được lập lại tại huyện Bảo Lâm hay không? Đình Trọng giãn dây chằng, bỏ lỡ trận tuyển Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út. Đình Trọng bị lật cổ chân trong buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản. Đây là lý do khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải thay đổi danh sách đăng ký thi đấu, thay Đình Trọng bằng Nguyễn Thanh Bình. Sau trận đấu, đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam đưa Đình Trọng đi kiểm tra và phát hiện rằng chấn thương của hậu vệ này nặng hơn dự kiến. Anh bị giãn dây chằng cổ chân và tổn thương xương sên.
Dự kiến, Đình Trọng phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ của Hà Nội FC chắc chắn không thể tham gia trận đấu với Ả Rập Xê Út ở vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á vào ngày 16 tháng 11 tới. Chấn thương này cũng có thể ảnh hưởng tới sự chuẩn bị của cá nhân Đình Trọng và cả đội tuyển Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup diễn ra vào đầu tháng 12. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á bằng trận gặp Lào ngày 6 tháng 12. Kể từ khi bình phục chấn thương, Đình Trọng mới chỉ thi đấu một trận cho đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ của Hà Nội FC góp mặt trên sân 34 phút trong trận đấu với Ả Rập Xê Út ở lượt đi khi được tung vào thay Tuấn Anh ở đầu hiệp 2. Lời khai của nghi phạm đâm chết thiếu niên 13 tuổi giữa phố Đà Nẵng. Chỉ sau vài giờ truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ cùng Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng bắt giữ được nghi phạm giết thiếu niên 13 tuổi trên đường Yên Thế, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ vào chiều 12 tháng 11. Nghi phạm được xác định là Phan Văn Hưng, 16 tuổi, trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hưng khai nhận, trưa 12 tháng 11, hai nhóm bạn, trong đó có cả Hưng và Nguyễn Tân Đạt, 13 tuổi, hẹn nhau tới một quán cà phê trên đường Yên Thế để giải quyết mâu thuẫn. Sau nhiều lần khiêu khích, Đạt dùng hung khí là một con dao tự chế đuổi đánh Hưng. Trong lúc truy đuổi nhau, bất ngờ Đạt làm rơi hung khí. Lúc này, Hưng sử dụng con dao bấm mang sẵn trong người đâm Đạt. Trong đó, nhát chí mạng được xác định ở vùng cổ khiến thiếu niên 13 tuổi gục xuống đường và chết tại chỗ. Gây án xong, Hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ. Cơ quan chức năng cũng thu giữ được hung khí gây án là một con dao bấm, sắc nhọn. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân Đạt chết trong tình trạng bị hai vết thương ở cổ và hai vết thương ở phần hông. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét những người có liên quan. Điều tra việc nhân viên trường học bị tố dâm mô nữ sinh lớp 9. Ngày 13 tháng 11, Công an huyện Nam Đàn cho biết đang điều tra, làm rõ việc ông NTN, 50 tuổi, trú tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, bị tố dâm ô với trẻ em. Nạn nhân là một nữ sinh trung học lớp 9 trên địa bàn huyện Nam Đàn. Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào chiều 7 tháng 11, khi nữ sinh này đang nấu ăn trong nhà thì ông NTN, nhân viên thiết bị của trường trung học phổ thông Nam Đàn 2 đến chơi. Thấy nữ sinh đang ở nhà một mình, ông N đưa cho cô bé một tờ tiền có mệnh giá 200.000 đồng và nói đó là quà 20 tháng 10, bây giờ mới có dịp tặng cho nữ sinh này. Dù cho nữ sinh từ chối nhưng ông này vẫn cố nhét tiền vào người và có hành vi sờ soạng. Sợ hãi trước hành động của ông N, nữ sinh vùng chạy ra ngoài và may mắn gặp người thân đi làm về. Gia đình nữ sinh sau đó nói chuyện với ông N, người đàn ông này thừa nhận hành vi của mình và cho biết là do say rượu và mong được tha thứ. Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn đã giữ ông N tờ N để điều tra làm rõ vụ việc. Được biết, ông N không có vợ, tuy nhiên những năm gần đây sống như vợ chồng với một người phụ nữ trú cùng xã. Ba khẩu súng thần công được ngư dân Hà Tĩnh phát hiện trong một con tàu cổ bị đắm vào tháng 8 năm 2003. Hiện nay các khẩu súng này đang được Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh bảo quản. Theo Bảo tàng Hà Tĩnh, ba khẩu súng này có tên là Bảo quốc an dân đại tướng quân Tam Vị Chi Nhị, Bảo quốc an dân đại tướng quân Tam Vị Chi Nhất và Bảo quốc an dân đại tướng quân Tam Vị Chi Tam. Cả ba khẩu súng đều được đúc từ đồng, có chiều dài 243 cm, đường kính nòng 23 cm, đường kính đại 45 cm. Trên bề mặt trục súng có nam bạc 7 chữ Hán thể chân thư ghi trọng lượng, nặng 2.080 cân theo hệ đo lường của Việt Nam, bằng 1.257.360 gram. Phần khóa nòng được tạo đường G hình tròn đồng tâm. Giữa súng có trục súng và đại vanh có tác dụng cố định súng trên giả đỡ. Bên trên có quai súng được tạo hình đầu rồng. Súng có hai vòng đai tăng cường, xung quanh có các hoa văn trang trí. Hồi xưa là cái ba khẩu tấn công được mệnh danh là Bảo quốc an dân đại tướng quân thì được phát hiện vào năm 2003. Và sau khi phát hiện thì bỏ ra và tiến hành sưu tầm về và bảo quản phát huy giá trị. Thế thì góp phần bảo tồn phát huy giá trị thì 2013 thì Bảo tàng Hà Tĩnh được lập hồ sơ công nhận là bảo quốc gia vào cuối năm ngày 30 tháng 12. Năm 2013 thì được chính phủ công nhận là bảo quốc gia Tam Vị Thần Công, bảo quốc an dân đại tướng quân. Thì về cái cân nặng thì ba khẩu thần công, một khẩu là bằng có trọng lượng bằng nhau và một khẩu thì nặng là gần 1,3 tấn. Và trên cả khẩu thần công thì có các bài minh văn, hoa văn trang trí. Hoa văn trang trí ở đây thì phong phú đa dạng, gồm các cái trang trí cục giấy, trang trí rồng châu mật nguyệt. Về theo khi sau khi nghiên cứu các cái ký từ Hán từ đến các cái khẩu thần công thì cho biết đây là khẩu thần công được đúc vào năm Minh Mệnh Nhị Niên 1821 của thời vua Minh Mệnh của nhà Trương Nguyệt.
Đây là ba khẩu thần công có đồ án trang trí hoa văn dày đặc với các đề tài truyền thống như cúc dây, rồng triều mặt nguyệt, đầu rồng, mây, chấm tròn, đường tròn đồng tâm. Trong đó, đề tài cúc dây được trang trí nhiều nhất, tập trung ở trên tất cả các bề mặt súng từ đầu súng, thân súng đến đuôi súng. Vì những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học tiêu biểu của hiện vật, tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành quyết định 2599 trên QĐ-TTg về việc công nhận ba khẩu súng thần công ở Bảo tàng Hà Tĩnh là bảo vật quốc gia. Yêu cầu đeo khẩu trang. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày được chúng tôi cập nhật. Nếu quý vị yêu thích, xin hãy để lại một like và một subscribe trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.